Hello mọi người, thì đây là cái ổ bánh mì heo quay mà mình vừa mới mua được với cái giá là 15.000. Và cái thương hiệu này đi ở ngoài đường cũng gặp khá là nhiều người bán. Bây giờ mình sẽ mở ra xem ở phía bên trong bánh mì, ổ bánh mì heo quay nó có cái gì nha. Thì đây là một cái tờ giấy gói. Một phần một ổ như vậy á, thì nó sẽ bao gồm một cái bình nước sốt. Nếu như mà mình không muốn chan sốt chung á, thì họ sẽ để nước sốt riêng cho mình. Còn nếu mà chan chung á thì họ sẽ chan vào ổ bánh mì luôn. Và đây là ở phía bên trong của ổ bánh mì, nó sẽ có một cái tờ giấy và cái thương hiệu này là của Lộc Đỉnh Ký nha. Đó, đây là cái tờ giấy gói của ổ bánh mì nè, 239 Tôn Đản, quận 4. Nếu mà mọi người muốn bán bánh mì quay thì mình có thể liên hệ đối với cái thương hiệu này để nhượng quyền. Tức là mình sẽ lấy heo quay, mình lấy bánh mì này kia về mình bán với cái thương hiệu đó. Xem phía bên trong ổ bánh mì có cái gì nha. Đây là một phần một ổ bánh mì 15.000. Cái giá 15.000 thì thật sự ra thì cũng khá là rẻ, cũng được so với cái giá chung hiện tại. Bởi vì bây giờ nếu như mà mua một ổ bánh mì cũng hết 20 hoặc là 25 ngàn rồi. Và đây là một cái phần thịt ở phía bên trong ổ bánh mì. Ổ bánh mì này không phải gọi là quá bự đâu. Đây là một cái loại ổ bánh mì nhỏ. Ở những cái quán mà quán cà ri hoặc là những cái quán bánh mì họ hay bán cái ổ nhỏ nhỏ giống như vậy nè. Bởi vì biết sao không? Cái thứ nhất á, là cái ổ bánh mì nhỏ khi mà mình để đồ ăn vô thì nhìn nó sẽ nhiều. Mặc dù mình để đồ ăn ít nhưng mà do là ổ bánh mì nhỏ nên là nhìn cái thị giác giống như là bị ảo ảo ảnh thị giác vậy đó, nhìn nó sẽ nhiều. Với một phần nữa thì nếu mà ổ bánh mì nhỏ như vậy nè thì ăn có nhiều người họ ăn không no, họ sẽ mua tiếp một ổ thứ hai nên là họ sẽ bán được hai ổ. Bánh mì cũng khá là nhỏ. Đây là cái phần heo quay ở phía bên trong. Ở phía bên trong có heo quay, có một lát dưa leo và một số cái rau rác khác như là ngò với lại củ hành tây. Cái phần ngò này á họ rửa chưa kỹ nè, thấy không, nó vẫn còn dính một cái gì đó đen thui thù lùi à, có lẽ là một cái cọng hành ngò mà nó bị dập á đó. Đó, họ rửa chưa có kỹ. Cảm quan ra thì mình nghe được cái mùi heo quay nó cũng khá là thơm và nó giống như là có một cái mùi dầu mè á, có một cái dầu mè, mình nghe cái mùi dầu mè mà không biết là họ có quết dầu mè lên hay không. Cũng khá ngon á. Đây là cái phần thịt nè, cái phần nãy lúc nãy cục thịt nó bị rớt ra. Cái phần hành tây này để mình sẽ ăn thử. Tuy là hành tây sống nhưng mà ăn nó có một cái vị cay rất là nhẹ, tức là họ đã qua sơ chế rồi, có thể là ấp lạnh cái củ hành tây á. Khi mà mình ấp đá cái củ hành tây á thì cái hành tây nó sẽ mất đi cái mùi cay, nó sẽ không có bị nồng và nó sẽ không có bị cay nữa. Đây là cái miếng dưa leo. Miếng dưa leo này thì chưa có được gọt vỏ và nó vẫn còn nguyên xi như vậy. Heo quay á thì có nhiều lúc á, nói chung là ở quận tư có khá là nhiều người bán bánh mì dưới lại cái thương hiệu này. Mọi người có thể mua ở dưới Tôn Đản cũng có nè, hoặc là ở dưới chợ, ở dưới đường Xóm Chiếu cũng có, rồi đường Đoàn Văn Bơ cũng có nữa. Nói chung là ba bốn chỗ bán cùng với một cái thương hiệu này. Tuy là người bán khác nhau á nên là cái mức độ về cái số lượng thịt cũng như là những cái phần rau gia vị ở trong bánh mì á, tùy tùy thuộc theo mỗi người thì nó sẽ khác nhau. Có người thì bán thịt nhiều, có người thì bán thịt ít, nói chung hên xui, nhưng mà quan trọng là
cái heo quay là vẫn là cái chỗ là Lộc Định Ký nó bán, và đặc biệt là cái chỗ này nó bán da khá là giòn, rất là giòn luôn, và cái giá của nó là khoảng nếu mà thịt ba rọi á, thì 320 một ký, và nếu mà thịt đùi á, thì mình có họ giá là 300.000 một ký. Và cái da thật sự nó rất là giòn, giòn lắm luôn á. Mình để mình khi mà mình mua heo quay á, mình để từ sáng tới chiều nó vẫn còn giòn, với cái điều kiện là mình phải mở cái nắp hộp ra, bởi vì nếu như mà mình không mở nắp hộp ra thì nó sẽ bị hơi, nó sẽ bị hầm hơi á, và cái da nó sẽ mềm bớt đi. Đây là cái miếng da mình sẽ ăn thử nha. Nó rất là giòn, nó giòn mà theo cái kiểu mà giống như giòn mà giòn xốp á, nó rất là giòn, khi mà mình nhai á thì nó sẽ tan trong miệng luôn. Nhưng mà có một cái điều á mình không thích, đó là khi mà mình ăn cái miếng da heo quay á thì nó có khá là nhiều mỡ, nó có khá là nhiều mỡ ở phía bên trong cái miếng da heo quay á, nên là ăn nó sẽ hơi bị ngậy, nó ngậy về mỡ. Có lẽ là do là cái phần thịt này á là cái phần thịt ba rọi nên là nó có khá là nhiều mỡ. Món ăn này thì đây là cái phần thịt của nó nè, mọi người thấy á, mỡ nhiều hơn là cái phần thịt có chút ép dưới đây thôi, còn nhiều đây là phần mỡ. Có một cái cục này rất là ngon nè, mình rất là thích hành tây, bởi vì khi mà bỏ hành tây vô trong bánh mì á thì thật sự ra thì ăn nó sẽ đỡ ngán hơn rất là nhiều. Đây là cái lượng mỡ ở phía trên tay của mình, mỡ khá nhiều luôn. Tuy nhiên là mình ăn heo quay thì mình phải chấp nhận mỡ rồi, bởi vì đa phần thịt heo quay á toàn là mỡ không à. Tôi á là cái phần da heo quay của cái ổ bánh mì này á nó giòn, nhưng mà mình không có nghe được cái mùi vị của cái da heo quay đặc trưng nha. Nhưng mà cái này giống như là cái phần cái mùi của cái da heo này á, tuy là nó giòn nhưng mà nghe cái mùi nó giống như là cái da heo mà chiên á, da heo chiên mà với lại phần muối tiêu á, nghe cái mùi nó giống da heo chiên hơn là da heo quay. Tuy vậy nhưng mà có một cái điểm cộng là nó rất là giòn. Và đây là cái phần nước sốt của nó. Về cảm quan ra cái phần nước sốt này thì mình cũng không có ấn tượng gì mấy, bởi vì mình ăn cũng khá là nhiều lần rồi đó. Ngoài nó sạch sạch, với lại cái màu nó hơi đen đen, giống như là nước tương này họ nấu họ pha với lại đường, rồi họ có bỏ thêm một chút xíu tương ớt vào thì phải, nên bởi vậy nhìn nó hơi đen đen và nó hơi đỏ đỏ như vậy nè. Nhưng mà nếu như mà có tỏi bằm á, hoặc là tỏi phi á, bỏ vô á, làm thì nó sẽ ngon hơn, nó sẽ có cái mùi vị hơn. Còn cái nước này ăn thì nó chỉ ngọt ngọt thôi, chứ thật sự ra thì nó cũng không có cái mùi vị gì đáng chú ý. Một ổ như vậy á, nếu như mà mình không chan nước chung á, thì họ sẽ để nước riêng và họ sẽ cho mình một bịch như thế này. Một bịch như thế này là chan vừa đủ một ổ bánh mì luôn, nếu như mà bạn muốn ăn sốt nhiều. Còn nếu mà ăn sốt ít á thì mình chan nửa bịch thôi là cũng đủ rồi. Đây là cái cách cấu của sốt nha, nó khá là đặc, nó không có được lỏng, nó hơi đặc đặc. Có thể là họ bỏ một chút xíu bột vô hay sao á, mà mình nhìn thấy nó đặc đặc. Đây là mình chiên nè, không nhìn nó đặc đặc chứ nó không có được lỏng. Cái vị của nước sốt chính xác luôn, như là mình nói á, họ có pha tương ớt trong đây nè. Đây là cái phần á, đây là cái phần nước tương họ pha với lại tương ớt nè, mọi người thấy là nó hơi đỏ đỏ nè, là của cái màu tương ớt á. Nhưng mà mình nghĩ là cái tương ớt này á
làm tương ớt lít hay sao á, nhưng mà mình ăn á mình có vị, nó cảm nhận được cái vị cay cay thôi, chứ nó không có như là những cái loại tương ớt như là Cholimet hoặc là những cái loại tương ớt mà có thương hiệu trên thị trường. Cái đó Hansu mình không biết bởi vì họ đã pha rồi, nhưng mà cái mùi tương ớt này á giống như là những người mà họ bán quán lề đường á. Nói tóm lại á là cái nước sốt này là họ pha nước tương đó, họ pha nước tương tương ớt, họ pha nước tương tương ớt, nên là khi mà mình ăn á thì mình chỉ, khi mà mình nếm thử cái vị nước tương này thì chỉ nghe được cái mùi, đó là cái mùi tương ớt với lại cái mùi nước tương thôi. Thì lẽ ra nếu mà để nó ngon hơn á thì họ có thể là phi một ít tỏi với lại phần họ sẽ bỏ một chút xíu đường và giấm vào thì cái vị của nó sẽ đậm đà hơn. Còn đối với cái bịch nước sốt này á thì thật sự ra thì thấy cũng không có gì đặc biệt, nó chỉ có là cái vị ngọt ngọt từ cái tương ớt thôi với lại đó, nó chỉ có vị ngọt ngọt với lại cay cay từ tương ớt thôi à. Còn cái vị nước tương mình cũng không có nghe rõ nữa. Đây là cái màu tương ớt à. Nó khá là óng ánh luôn á, cái này giống như là tương ớt lít á, mình nghĩ như vậy. Đó, thì đây là một ổ bánh mì đã hoàn chỉnh, bao gồm là nước sốt, rau, nước sốt rau và thịt. Mình rất là thích những cái miếng hành tây như thế này bỏ vào sắc vào bánh mì rất là ngon luôn. Thì đây là mình đã nói về bánh mì heo quay Lộc Đỉnh Ký giá 15.000. 15.000 như vậy thì cũng không có mắc mà rẻ, nếu mà nó rẻ thì cũng nói chung cũng tầm tạm cũng được, chứ không có mắc mà rẻ thì cũng không phải gọi là rẻ nữa, nói chung là vừa đúng với lại cái giá trị của cái ổ bánh mì này luôn. Thông thường thì ăn một ổ như thế này thì sẽ không no, nên là nếu như mà mình ăn hai ổ thì sẽ no hơn. 30.000 cho một bữa ăn sáng hai ổ bánh mì như thế này. Đó là cái giá trị chung rồi, bởi vì bây giờ nếu như mà ăn một cái tô hủ tiếu buổi sáng đi, ăn ở ngoài hàng quán này kia cũng hết 40.000, tệ lắm là cũng phải 35.000, 40.000 hoặc là 5-70.000 tùy theo quán. Nên là mình nghĩ là buổi sáng ăn hai ổ bánh mì 30.000 như thế này là cũng vừa đủ no, và đồng thời thì nó cũng khá là ngon nữa, bởi vì mình thích cái phần heo quay của cái thương hiệu này á, nó làm á thì đó là cái phần da heo nó rất là giòn, tuy là nó không có thơm, nó không có mùi đặc trưng của cái mùi heo quay mà nó chỉ giòn thôi.